Chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Toán đại lớp 6, chương 1. Nội dung của bài hôm nay là số nguyên tố và hợp số. Thế thì ta đến với mục 1, số nguyên tố và hợp số là gì? Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, các em lưu ý nhé, lớn hơn 1. Chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Do đó, số 1 không được gọi là số nguyên tố. Số 1 không được gọi là nguyên số nguyên tố bởi vì số 1 có ước là 1 và chính nó cũng là 1. Như vậy tính ra nó chỉ có một ước thôi. Còn định nghĩa số nguyên tố là số tự nhiên lớn 1, có hai ước là 1 và chính nó. Thì các em lưu ý này, số nào cũng có ước là 1 rồi. Số nào cũng có ước là 1 rồi đúng không? Và số nào cũng có ước là chính nó. Tức là số nguyên tố là những số mà gì? Không được có ước ngoài 1 và chính số đó. Ví dụ thầy lấy số 13, 13 chia cho 1, 13 chia cho chính 13. Nhưng mà 13 không còn chia được cho số nào khác. Do đó 13 được gọi là số nguyên tố. Được chưa? Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước. Như vậy, ngoài số nguyên tố ra, thì phần còn lại là hợp số trừ số 1. Vẫn phải trừ số 1, đúng không? Bởi vì số 1 là số đặc biệt, số 0 cũng vậy. Được chưa? Đấy. Tập hợp các số tự nhiên bao gồm số 0, số 1, số nguyên tố, hợp số. Như vậy, có phải là gì? Ngoài số nguyên tố ra thì phần còn lại là hợp số. Ta bổ sung thêm số 0 và số 1 thì tất cả những số này tạo thành số tự nhiên. Được chưa? Vì hai số 0 và 1 là hai số đặc biệt, người ta đã loại trừ nó ra trong cái định nghĩa số nguyên tố và hợp số rồi. Số nguyên tố nhỏ nhất là 2 và đó là số nguyên tố chẵn duy nhất. Các em lưu ý nhé. Trong tất cả số nguyên tố thì 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Còn đâu tất cả những số nguyên tố còn lại đều là số lẻ. Thế thì các em nhìn xem, ở đây thầy đã liệt kê cho các em khoảng 25 số nguyên tố đầu tiên. Thì ta thấy 2 là số nguyên tố duy nhất là chẵn. 3, 5, 7, 11, 13. Đặc điểm của những số nguyên tố này là gì? Nó chỉ chia cho 1 và chính nó mà thôi. Ví dụ như số 19 chỉ chia cho 1 và 19. Các em không thể tìm được cái số nào mà 19 chia hết, vân vân. Và thông thường thì các em chỉ sử dụng khoảng tầm 10 số nguyên tố đầu tiên thôi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, vân vân. Đấy. Chứ không yêu cầu các em phải thuộc tất tần tật các số nguyên tố. Mà ta cũng không thể kể ra được hết tất cả số nguyên tố, đúng không? Ta chỉ biết số nguyên tố nhỏ nhất là số 2 và là số chẵn duy nhất. Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp số. Thế thì ngoài những số nguyên tố này ra thì phần còn lại là hợp số đúng không? Như vậy ta có số 4, số 6, số 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 vân vân là các hợp số. Được chưa? Thì đấy chính là định nghĩa của số nguyên tố và hợp số. Số có ước là 1 và chính nó đồng thời phải lớn 1 thì là số nguyên tố. Ngoài số nguyên tố ra thì phần còn lại là hợp số, chính là có gì? Có nhiều hơn 2 ước, đúng không? Đó. Tiếp theo là tính chất. Nếu số nguyên tố P chia cho số nguyên tố Q thì P phải bằng Q. Tại sao lại vậy? Vì số nguyên tố chỉ có hai ước là 1 và chính nó đúng không? Thế nó lại chia cho một số khác thì chắc chắn cái số khác đấy phải là ước của nó. Đúng không? Phải là ước của nó. Thế ví dụ ta lấy số 7. Số 7 mà chia cho một số, thế thì đương nhiên 7 chỉ có thể chia cho 1 và chia cho 7. Thế thì rõ ràng là gì? Số, các em lưu ý nè, 7 thì có thể chia cho 1 và 7. Nhưng ta sẽ không được lấy số 1, vì sao? Vì đây là số nguyên tố B chia cho nguyên tố Q, mà 1 thì không phải là số nguyên tố. Do đó chỉ có thể là Q cũng là 7. Như vậy là P bằng Q để tính chất, đúng không? Nếu tích ABC chia cho số nguyên tố P thì ít nhất một thừa số của tích ABC chia hết cho số nguyên tố B. Được chưa? Đấy. Ví dụ như ta có 2 x 3 x 5 chia hết cho số nguyên tố 5 thì ít nhất một tích, một thừa số trong cái tích này chia cho 5 thì chính là cái này chia cho 5, đúng không? Tính chất thứ 3. Nếu A và B không chia cho số nguyên tố P thì tích A nhân B cũng không chia cho số nguyên tố B. A và B không chia cho nguyên tố P
thì tích cũng không chia hết. Thầy lấy ví dụ số 3 không chia hết cho 5. Số 7 cũng không chia hết cho 5. Thế thì suy ra tích 3 x 7 cũng không chia hết cho 5. Được chưa? 7, 3, 2, 1 thì không chia hết cho 5 mà. Đó. Tiếp tục ta đến với mục số 3. Đó là cách xác định số nguyên tố. Thế cách kiểm tra một số nguyên tố thì đầu tiên các em phải nhớ lại định nghĩa số nguyên tố là gì? Là một số lớn hơn 1, có ước là 1 và trình nó. Thế thì đầu tiên ta kiểm tra xem số này có lớn hơn 1 hay không. Đúng không? Cái này là dễ nhất. Được chưa? Đó. Cách thứ hai là ta thử xem là gì? Nó có thể chia hết cho bao nhiêu số. Đúng chưa? Như vậy, ta có thể dựa vào cái định nghĩa để ta kiểm tra xem một số có là nguyên tố hay không. Nhưng đồng thời ta cũng có thể dựa vào cái tính chất là gì? Ta chỉ cần chứng tỏ rằng số đó không chia hết cho mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá A. Yeah. Như vậy là ta đang muốn xem một số có phải số nguyên tố không. Thầy lấy ví dụ số 11. Thầy lấy ví dụ số 11. Thì ta cần chứng minh rằng số 11 đó không chia hết cho mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá A. Thế thì bình phương không vượt quá A mà A là 11. Thì bình phương không vượt quá 11 thì chỉ có thể là gì? Số 3. 3 bình là 9. Chứ sang đến 5 bình thì là 25 mất rồi. Đúng không? Như vậy ta chỉ cần kiểm tra xem là cái số 11 này có chia hết cho các số nguyên tố mà gì? Không vượt quá 3 hay không? Như vậy là ta lấy 11 chia 2, 11 chia 3. Và ta thấy rằng nó đều không chia hết, đúng không? Như vậy 11 là số nguyên tố. Được chưa? Nhưng nếu mà cái số này nó lớn thì cái việc thử của ta cũng khá là cao. Ví dụ ta lấy số 37 đi chẳng hạn. Số 37 thì ta có 5 bình 25, 7 bình 49. Thì ta chỉ cần kiểm tra số 37 có chiết cho 2, chiết cho 3, chiết cho 5 hay không. Số càng lớn thì cái việc thử sẽ càng cao. Đúng không? Bởi vì nó sẽ liên quan đến bình phương. Ví dụ thầy lấy số 97. Thế thì đương nhiên em phải thử với 2, 3, 5, 7 rồi. Đúng không? Và số lớn nữa thì em phải thử tiếp với 11, 13 chẳng hạn. Được chưa? Ý thứ hai là để chứng tỏ một số tự nhiên lớn 1 là hợp số, chỉ cần chỉ ra một ước khác 1 và A. Đúng không? Chỉ ra một ước khác 1 và trình nó. Ví dụ số 9, muốn chứng tỏ số 9 là hợp số, thì ta có số 9 chia cho 1 và cho 9 rồi. Ta chỉ cần chỉ ra rằng số 9 chia thêm cho một số nữa khác 1 và 9, thì ta thấy 9 chia cho 3. Đúng không? Như vậy là số 9 sẽ là hợp số vì nó có nhiều hơn 2 ước. Mục thứ tư là tính chất chia hết liên quan đến số nguyên tố. Nếu A nhân B chia hết cho số nguyên tố P thì hoặc A chia hết cho P hoặc P chia hết cho B. Cái này ta đã có ở trong phần tính chất trên rồi, đúng không? Nếu AB không chia hết cho số nguyên tố P thì tích AB không chia hết. Còn nếu nó chia hết cho nguyên tố P thì ít nhất một thừa số sẽ chia hết cho P. Được chưa? Đấy. Như vậy tính chất này thì đã có ở phần tính chất ở mục 2. Đặc biệt nếu A mũ N chia cho B thì A chia cho P. Điều này thì rất dễ hiểu thôi, bởi vì A mũ N sẽ bằng gì? A nhân A nhân A nhân 3 chấm nhân A. Thế thì số A này đã chia cho P rồi, đúng không? Số A này đã chia cho P rồi, bởi vì A mũ N chia cho P mà, thì A sẽ chia cho P. Ước nhỏ nhất khác 1 của một hợp số là một số nguyên tố và bình phương lên không vượt quá nó. Ước nhỏ nhất khác 1 của một số nguyên tố, thầy lấy của một hợp số, thầy vẫn lấy số 9 đi. Được chưa? Thì ước nhỏ nhất mà khác 1 của số 9 thì sẽ là gì? Là số 3. Đúng chưa? Mà bình phương lên không vượt quá nó chính là 3 bình bằng 9. Nó có thể bằng nhưng không được vượt quá 9. Thì đấy là ước nhỏ nhất. Thầy lấy ví dụ số 12. Ước nhỏ nhất khác 1 của nó là số 2. 12 có ước là 2, là 3, là 4, là 6, là 12. Thì ước nhỏ nhất là số 2. Mà bình phương lên thì 2 bình nhỏ hơn 12. Đúng chưa? Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều có dạng 4N chia hết cho 1. Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều có dạng 4N chia hết cho 1. Mọi số nguyên tố lớn hơn 3 đều có dạng 6N chia hết cho 1. Và hai số nguyên tố sinh đôi là hai nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. Ví dụ 35, 57, 11, 13, 17, 19, 29, 31.
Thì đấy là những số nguyên tố sinh đôi. Một số bằng tổng các ước của nó, không kể chính nó, gọi là số hoàn chỉnh. Một số bằng tổng các ước của nó, không kể chính nó, gọi là số hoàn chỉnh. Ví dụ số 6 thì ước của nó là 1, 2, 3, 6. Và không kể số 6 thì ta có 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Thì số 6 được gọi là một số hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những cái tính chất này thì chỉ mang tính chất là mở rộng ra cho các em nắm được thôi. Còn trong nội dung chương trình của em thì chỉ yêu cầu các em nắm được thế nào là số nguyên tố, thế nào là hợp số và chỉ ra được các số nguyên tố nhỏ hơn 100. Các số nguyên tố nhỏ hơn 100. Được chưa? Các em nhớ nhá. Trong nội dung kiến thức chương trình của em thì chỉ cần yêu cầu các em nắm được thế nào là số nguyên tố, thế nào là hợp số và thôi. Chứ không yêu cầu em nắm được các khái niệm như số hoàn chỉnh, số nguyên tố sinh đôi hay gì đó, vân vân. Được chưa? Ở đây thì thầy muốn mở rộng ra để giới thiệu thêm cho các em về mặt toán học mà thôi. Đấy. Tiếp theo thì thầy có để cho các em cái bảng các số nguyên tố nhỏ 100 để các em nắm được. Được chưa? Bảng các số nguyên tố nhỏ 100. Thì những số nguyên tố nhỏ 100 là những số mà cái ô bôi màu đậm này này. Vì trong tài liệu của thầy nó là bảng in màu. Nhưng mà khi in ra đen trắng thì nó sẽ bị là màu sáng và màu tối. Thì các em nhớ là các cái màu sậm này thì chính là các số nguyên tố 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, vân vân. Được chưa? Đấy. Thì các em nắm được. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là các cái dạng bài tập cơ bản. Các cái dạng bài tập cơ bản. Đấy. Dạng số 1, nhận biết số nguyên tố và hợp số. Nhận biết số nguyên tố và hợp số. Thế thì để nhận biết số nguyên tố hợp số, các em có thể căn cứ vào dấu hiệu chia hết, căn cứ vào bảng các số nguyên tố. Nhưng mà cái bảng thì nó hạn chế vì nó chỉ áp dụng cho các số nhỏ hơn 100. Được chưa? Ví dụ 1, các số sau là nguyên tố hay hợp số? Riêng nhìn thấy số 2 ở cuối ta biết ngay đây là hợp số rồi. Được chưa? Vì sao? Chỉ có một số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2. Đúng không? Thế thì số 3, 1, 2 là hợp số. Số 213 có tổng là mấy đây? Tổng là 6 chia cho 3. Như vậy nó có ước là 1, 3 và 2, 1, 3. Tối thiểu ước 1, 3, 2, 1, 3. Thế thì nó cũng là hợp số. Số 435 cũng là 12, 12 chia cho 3. 4, 3, 5 cũng là hợp số. Số 417 đi. Có tổng là 12 cũng chia cho 3. Như vậy 417. Số 3311 thì 3311 các em thấy là gì? Đây là 6, 8. Được chưa? Không chia cho 3, không chia cho 9. Hai số cuối không chia cho 4, cũng không chia cho 4. Tận cùng bằng số 1 không chia cho 2, cũng không chia cho 5. Như vậy nó là số nguyên tố. Ba ba một một và số 67 tương tự như vậy, đúng chưa? Tổng là 13 mà, đúng không? Đấy, chưa kể các em có thể tra cái bảng nhỏ 100 thì thấy rằng số 67 cũng là số nguyên tố. Tiếp tục ta đến với ví dụ số 2. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Thế thì số 83 là số nguyên tố, như vậy nó thuộc P. Số 91 không phải là số nguyên tố. Số 91 không phải là số nguyên tố. Các em để ý. Trong cái bảng của mình thì số 89, số 97 là số nguyên tố. Đúng chưa? Còn số 91 thì không phải số nguyên tố. Nhưng nếu 91 không phải số nguyên tố thì ta phải kiểm tra lại xem 91 chia hết được cho mấy. Chia cho 1, chia cho 91. Thế thì bây giờ em mới thử xem là 91 chia được tiếp cho số nào. Chắc chắn là không chia hết cho 2 rồi, đúng không? Được chưa? Cũng không chia cho 3. Không chia cho 4 được, đúng không? Nhưng các em lưu ý này, 91 chia cho 7. Đấy. Vấn đề là ta lại không có dấu hiệu chia cho 7. Đúng không? Ta lại không có dấu hiệu chia cho 7 mà, đúng không? Thế thì ở trên này ta phải kiểm tra lại số 3311 rồi luôn. Thầy cũng không để ý là thầy không kiểm tra cái dấu hiệu chia cho 7. Thầy mới chỉ nhìn dấu hiệu chia cho 2, cho 3, cho 4, cho 6, cho 9, cho 8 chẳng hạn. Nhưng vì ta không có dấu hiệu chia cho 7 nên ta phải kiểm tra. Chờ thầy lấy máy tính, 3311 chia 7 bằng, đấy, thế thì đây là hợp số rồi. 3311 chia 7 bằng 473. Thế thì nó chia cho 7 thì nó có ước là 7. Như ở đây ta phải có 3311 là hợp số chứ không phải là số nguyên tố. Thế tương tự như vậy, ta lấy 91 chia 7 bằng 13.
Thế thì 91 cũng không phải là gì, số nguyên tố. Như vậy nó không thể thuộc P được, đúng chưa? Đấy. Như vậy là trong các dấu hiệu chi hết, em đã học được dấu hiệu chi hết cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, đúng không? Riêng số 7 không có dấu hiệu chi hết, do đó bắt buộc là ta sẽ phải kiểm tra thêm điều kiện chi hết cho 7. Đấy. Ở đây lúc đấy ta quên không kiểm tra điều kiện chi hết cho 7 và lại bị trùng đúng trường hợp 3311 chi hết cho 7. Do đó ta sẽ bị sai cái trường hợp 3317 là số nguyên tố. 15 thì đương nhiên là chiết cho 3 cho 5 rồi thì N là số gì đây? Đúng ra phải là P chứ còn N là số tự nhiên à? Thế thì 15 thuộc số tự nhiên thôi. P thì đương nhiên số nguyên tố thì sẽ là thuộc tập hợp số tự nhiên. Ví dụ 3, tiếp tục ta đến với ví dụ 3 này. Đấy. 117. 117 thì tổng là 9 thì đương nhiên là không được rồi, đúng không? Đấy. 131. 131 thì đương nhiên là không chiết cho 2, không chiết cho 3 rồi, không chiết cho 5, cho 6 rồi. Em xem 131 chiết cho 7 hay không? Cũng không chiết cho 7 thì đây là số nguyên tố. Đấy, cái này ta phải kiểm tra lại cái trường hợp chiết cho 7 đấy đúng không? 313. 313 cũng không chiết cho 7. Không chiết cho số chẵn, không chiết cho 4, không chiết cho 5. Đúng chưa? Đấy, cũng không chiết cho 9 thì 313 là số nguyên tố. 469. 469 chia hết được cho 7. 469 chia 7 thì bằng 67, như đây không phải số nguyên tố. 647. Chủ yếu là các em sẽ phải kiểm tra trường hợp chia cho 7 thôi đúng không? Bởi vì nhìn cái chữ cuối và tổng phát ta biết ngay là không chiết cho 2, không chiết cho 0, không chiết cho 5, không chiết cho gì? Cho 4, vì 47 không chiết cho 4 mà. Không chiết cho 3 và 9, thế thì chỉ còn số 7 thì đã kiểm tra, đây cũng không chiết cho 7. Như đây cũng là một số nguyên tố. 131, 313 và 647 là ba số nguyên tố. Được chưa? Đó. Tiếp tục ta đến với ví dụ số 4. Ta đến với ví dụ số 4 này. Tổng và hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số? Tổng và hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số? Thế thì em có thể tính theo cách là gì? Ta đi tính tổng này luôn. Câu A nhé. 20 là 60. 76 42. Thì 60 cộng 42 thì là 102. Thế thì cái này chia hết cho 3 chưa? Chia hết cho 3 thì nó phải là hợp số. Đấy là cách thứ nhất. Cách này chỉ dùng khi các số nó nhỏ thôi. Nhưng khi các số nó lớn thì ta không nên sử dụng mà ta nên dùng tính chất. 3, 4, 5 là chia cho 3. 6 x 7 cũng chia cho 3. Thế thì tổng hai số chia cho 3 thì chia cho 3. Mà chia cho 3 thì không thể gọi số nguyên tố được. Đúng chưa? Đấy. Tương tự ở đây em thấy rằng là gì? Hiệu của hai số chia cho 7 cũng chia cho 7. Như vậy nó cũng là hợp số. Đúng chưa? Đấy. Hoặc như câu dưới này. 5 x 7, 11 x 13 x 17. Đúng không? Thế các em thấy rằng là gì? 5 x 7 là chỉ chiết cho 5 cho 7. Cái này lại không chiết cho 5 cho 7, đúng không? Hay nói khác là nó không có gì, không có ước chung của hai số này. Ta thấy không thấy có ước chung của hai số này. Như vậy là ta thấy nó sẽ là gì? Nó sẽ là số nguyên tố, đúng không? Thế bây giờ ta thử tính xem này, 5 x 7 cộng với 11 x 13 x 17 bằng số 76. Đúng chưa? Đấy. Thế thì khi ta tính tổng vào thì ta lại thấy nó là số 76 thì lại chia cho 2. Thế thì nó lại không phải là số gì? Số nguyên tố. Thế thì rõ ràng đối với những cái dạng bài này thì các em nếu số nhỏ thì lên bấm máy. Nếu số nhỏ lên bấm máy để tính tổng lại. Còn nếu số lớn thì ta hãy dùng các tính chất. Ở đây ta vừa thấy rằng nó không chia cho, không có ước chung. Nhưng đây lại là một số lẻ. Đây cũng là một số lẻ. Tổng của hai số lẻ là một số chẵn. Mà số chẵn thì ngoài số 2 ra thì không còn số nào là số nguyên tố cả. Được chưa? Như vậy câu C này thì ta lại phải dựa vào cái dấu hiệu là gì? Hai số lẻ cộng nhau là một số chẵn, mà số chẵn thì có ước là 2. Như vậy C của mình sẽ là gì? Hợp số. Được chưa? Đấy. Tương tự cho các cái câu khác các em có thể tự làm cho thầy. Được chưa? Tiếp theo ta đến với ví dụ số 5 này. Ví dụ số 5 này là một cái dạng bài tập trả lời đúng sai để giúp các em củng cố lại lý thuyết thôi. Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.
Đúng, vì ta có số 2 và số 3 là hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. Có 3 số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố. Đúng, vì ta có số 3, 5, 7 là 3 số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ. Cái này sai. Vì số 2 là số nguyên tố và nó là số chẵn duy nhất, đúng không? Đấy. Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 7, 9. Cái này cũng là sai. Vì số 2 là số nguyên tố mà có tận cùng là chữ số 2. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục, ta đến với ví dụ số 6. Chỉ là một cái bài toán vui. Máy bay có động cơ ra đời năm nào? Máy bay có động cơ ra đời năm ABCD. Trong đó A là số có đúng một ước. Số mà có đúng một ước là số 1. Số 1 có đúng một ước là 1. B là hợp số lẻ nhỏ nhất. Hợp số lẻ nhỏ nhất thì các em để ý này. Số 2, số 3, số 5, số 7 là các số nguyên tố. Thế thì số lẻ tiếp theo là số 9 và nó là hợp số. Như vậy B chính là số 9. Đúng không? C không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và C khác 1. Thế thì không phải số nguyên tố mà không phải hợp số lại không phải 1 thì C chỉ có thể là số 0. Đúng không? Còn D là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là số 3. Vậy ta có D bằng 3. Vậy thì ta có cái 5, 1, 9, 0, 3. Được chưa? 5, 1, 9, 0, 3 chính là năm ra đời của động cơ máy bay. Đó. Tiếp theo ta đến với dạng số 2. Đó là viết số nguyên tố hoặc hợp số từ những số cho trước. Thế thì thay chữ số vào dấu sao để được hợp số. Được hợp số nhá, các em lưu ý này. Như vậy ta có là gì? Số nguyên tố là gì? 3, 5, 7, 11. Đúng không? 3, 5, 7, 11. Thế thì hợp số của mình sẽ là gì? Số 10. Đúng chưa? Số 12. Số 14. Số 15. 16. 18. Đúng chưa? Đấy, các em bỏ các số nguyên tố mà từ 10 đến 20 đi. Tiếp theo, đối với số 3 đầu tiên thì ta sẽ có là gì? Hợp số sẽ là 30. Chắc chắn là các số chẵn rồi. 32. Đúng không? 33 vì chia cho 11 chia cho 3. 34. 35. 36. 38. 39 chia cho 3 mà. Được chưa? Đấy. Như vậy rất đơn giản, các em để viết hợp số các em cứ lấy toàn bộ số tự nhiên từ 30 đến 39, các em bỏ hết các số nguyên tố đi thì ta được phần còn lại là hợp số. Tương tự như vậy thì cho cái nội dung của bài 8, ví dụ 8 chính là gì? 50 này. 51 có tổng là 6 đúng không? 52. 54. 55. 56. 57 có tổng là 12. 58. Được chưa? 59 thì không được. Như vậy ta bớt đi là gì? 53 và 59, đúng không? Ta bớt đi 53 và 59 thì đấy là hai số nguyên tố trong phạm vi từ 50 đến 59. Tương tự cho đến 9 thì các em sẽ viết cho thầy. Vì đến 9 thì rất dễ, ta có 97 thôi, còn các số khác thì đều chia hết được. Đúng chưa? Đấy. Đấy, 9 thì 97. Đấy. Ví dụ 9 là tìm số tự nhiên k để 3k là số nguyên tố. Số tự nhiên k để 3k là số nguyên tố thì k là 1. K bằng 1, số 3 là nguyên tố đúng không? K bằng 2 không được, k bằng 3 không, k bằng 4 không, k bằng 5 không, 6 không, 7 không, 8 không, 9 không. Đúng chưa? Thực ra là gì? Khi k bằng các số khác 1 thì các em sẽ thấy rằng đấy nó sẽ chia hết cho 1, cho 3, cho k và cho 3 nhân k. Thế thì đương nhiên không thể số nguyên tố được rồi. Nhưng khi k bằng 1 thì nó chỉ có thể chia cho 1, cho 3 và chia cho 3 nhân 1 cũng chính là 3. Được chưa? Đấy. Tìm số tự nhiên k để 7 nhân k là số nguyên tố thì ta cũng có k bằng 1. Bởi vì k mà khác một cái thì ta sẽ có ước là 1, ước là 7, ước là 7 nhân k. Đúng không? Đấy. Thế thì chỉ có thể là k bằng 1 thì ta mới có số nguyên tố mà thôi. Đúng chưa?
Đấy. Tương tự ta đến với dạng 3. Dạng 3 là một dạng bài khó. Đó là gì? Chứng minh một số là số nguyên tố hay hợp số. Thế để chứng minh một số là số nguyên tố, ta phải chứng minh số đó không có ước nào khác một và chính nó. Còn hợp số thì ta phải chứng minh là tồn tại một ước của nó khác một. Thế thì câu ví dụ 11, hãy chứng minh rằng tích của hai số nguyên tố là một hợp số. Ta giả sử ta có hai số nguyên tố A và B. Thế tích của A và B thì sẽ chia hết cho gì? Cho A. Chia hết cho B và chia hết cho A nhân B. Đúng chưa? Đồng thời nó cũng sẽ chia hết cho 1. Như vậy ta thấy rằng gì? Nếu AB là hai số nguyên tố khác nhau thì ta đã có được đến 4 ước, thì đương nhiên là A nhân B là hợp số. Nếu AB là hai số nguyên tố giống nhau sao? Được chưa? Hai số nguyên tố giống nhau nhưng mà đề lại đang bảo là gì? Tích của hai số nguyên tố. Thì ở đây phải hiểu là hai số nguyên tố khác nhau. Được chưa? Thế trong trường hợp A cả B có một số bằng 1 thì như nào? A cả B có một số bằng 1. Thế thì đương nhiên là A nhân B thì chia hết cho A, cả B là trùng nhau. A nhân B. Nhưng nó lại vi phạm điều kiện hai số nguyên tố. Bởi vì 1 không là số nguyên tố. 1 không là số nguyên tố mà đề bài cho tích của hai số nguyên tố. Do đó ở đây ta đã có điều kiện là A và B đồng thời phải khác 1 rồi. Khác 0, khác 1, đúng không? Đấy. Như vậy rõ ràng là tích của hai số nguyên tố thì chắc chắn phải là một hợp số. Được chưa? Đấy. Ok, như vậy là thầy được hướng dẫn xong cho em nội dung lý thuyết của bài số nguyên tố và hợp số và các cái dạng bài tập cơ bản của nó. Đấy. Thì các em ôn tập lại các cái phần này cho thầy để nắm được cái lý thuyết cơ bản. Sau đó các em sẽ sang cái phần bài tập tự luyện giúp thầy. Được chưa? Đấy.